chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay 27 tháng 5 của kênh VTC14. Thưa quý vị, hôm nay thì vùng thấp nóng ở phía Tây vẫn phát triển mạnh. Do vậy mà người dân ở miền Bắc lại tiếp tục phải trải qua một ngày nắng nóng gay gắt. Ngay tại các tỉnh Nam Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời nắng chang chang khiến cho ai nấy đều cảm thấy nóng bức và khó chịu. Tối và đêm nay thì người dân miền Bắc sẽ vẫn phải chịu đựng tình trạng oi nóng, đặc biệt là ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Mặc dù về đêm nhưng nhiệt độ trên toàn miền vẫn cao, sấp xỉ ở ngưỡng là 30 độ. Với nền nhiệt này thì người dân sẽ phải chịu đựng cảm giác oi ả nóng bức kéo dài đến quá nửa đêm. Sang ngày mai thì trời tiếp tục nắng, song cường độ nắng có dấu hiệu giảm hơn một chút. Nhờ dãy áp thấp nối với vùng áp thấp ở phía Tây bắt đầu có dấu hiệu bị nén, do vậy mà một vài nơi ở miền núi và trung du phía Bắc có thể có mưa dông vào chiều tối mai. Nhờ thế mà khu vực vùng núi Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm đi đôi chút so với ngày hôm nay, nhưng vẫn ở mức từ 34 cho đến 36 độ, một vài nơi vẫn còn có oi nóng vào ban trưa. Từ đêm mai tới rạng sáng ngày thứ Tư 29 tháng 5, thì bộ phận khí mát ở phía Bắc sẽ di chuyển xuống và làm đầy dải thấp nóng, hình thành nên một dải mây dông di chuyển sát tới khu vực Bắc Bộ. Trong khi đó, tại các mực trên cao lại xuất hiện hội tụ gió từ phía Tây di chuyển sang phía Đông. Song song tồn tại hai hình thế gây mưa, do vậy mà trong hai ngày 29 và 30 tháng 5, Bắc Bộ sẽ lại chuyển mưa rào và dông trên diện rộng với lượng mưa đạt từ mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông thì bà con cần cảnh giác có lốc xoáy, gió mạnh và sấm chớp. Các tỉnh vùng núi cao cần đề phòng xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Ở miền Trung ngày mai vẫn là một ngày nắng nóng gay gắt. Những luồng gió phơn khô nóng đã rút hết hơi ẩm trong bầu không khí, khiến cho nhiều nơi nhiệt độ đồng loạt tăng cao từ 37 cho đến 38 độ, có nơi từ 39 cho đến 40 độ. Mưa hầu như không xảy ra, độ ẩm không khí rất thấp, ngay cả thành phố biển Đà Nẵng, nơi có khí hậu ôn hòa mà nhiệt độ cũng lên trên 38 độ, trời nắng nóng bỏng rát. Tuy nhiên cũng rất may là từ ngày 29 thì nắng nóng sẽ giảm dần do vùng thấp nóng ở phía Tây và gió phơn sẽ không còn hoạt động mạnh nữa. Bên cạnh đó, nhờ có trường gió đông nam ẩm từ biển thổi vào nên mưa rào và dông sẽ xuất hiện dưới diện rải rác, khiến cho nền nhiệt giảm xuống, nắng nóng sẽ không còn khả năng hoành hành nữa. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nằm trong trường gió Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình, nên ban ngày trời vẫn có nắng. Đến chiều tối thì những đám mây đối lưu có điều kiện phát triển mạnh, mang mưa dông đến cho khu vực. Do vậy, thời tiết khá là dễ chịu khi mà nhiệt độ không vượt quá 33 độ. Ngày mai vẫn có nắng nóng nhẹ tại miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ phổ biến từ 32 cho đến 35 độ. Sang ngày 29 và ngày 30 thì nắng nóng giảm dần, chiều tối mưa dông tăng dưới diện rải rác trên toàn khu vực, nhiệt độ giảm chỉ còn từ 30 cho đến 33 độ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa trong 3 ngày tới thì mưa dông chỉ xảy ra ở một vài nơi, gió có hướng Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, sóng biển cũng chỉ dao động dưới 2 mét. Ở quần đảo Trường Sa thì thời tiết tốt, ít mây dông, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Tuy nhiên tới ngày 29 tháng 5 thì mưa dông sẽ tăng hơn dưới diện rải rác, bà con cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. Thưa quý vị, để nhận thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT dấu cách tên tỉnh gửi 8030 dành cho thuê bao Viettel. Các bạn khác soạn tin DKSTT mã vùng gửi 8930 miễn phí đăng ký. Tới đây thì bản tin thời tiết cuối ngày xin được khép lại phần dự báo chi tiết cho các vùng trong 3 ngày tới. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.